anh làm sữa chua cốm. Hôm nọ thì mình có hí hửng mua một hộp sữa chua cốm trong siêu thị về mà thú thực là không thể ăn nổi luôn. Kiểu nó siêu siêu ngọt và đầy mùi hương liệu ý. Tức quá nên là phải về nhà thử lại ngay. Đấy, vị sữa chua nhà làm thơm thơm béo ngậy, không át đi vị cốm dẻo, ngon lắm luôn. Cách làm sữa chua bất bại thì mình đã nghiên cứu rất là kỹ. 10 năm qua đã được kiểm chứng bởi 100.000 bạn đọc của Savory Day rồi, nên cả nhà cứ yên tâm là làm theo kiểu gì cũng thành công nha. Dễ lắm lắm luôn, không cần thùng xốp hay thiết bị gì đặc biệt đâu. Trong lúc ủ sữa chua thì mình sẽ làm phần chè cốm trước. Mình sẽ hòa tan bột năng với một chút nước lá nếp. Phần nước lá nếp còn lại thì mình sẽ cho vào nồi bột năng cùng với đường. Khuấy đều trên lửa vừa. Quan trọng nhất là phải khuấy chè cho thật kỹ thì chè mới không bị vỡ. Sau đó thì thả cốm vào là xong. Đổ chè cốm vào cốc rồi để nguội hoàn toàn nha. Mình sẽ đổ sữa chua vào các cốc như thế này rồi để sữa chua lạnh trong khoảng 6 đến 8 giờ cho sữa đông rồi mới ăn nha. Sữa chua nhà làm ngậy béo, sánh mịn, thêm cốm dẻo thơm mát. Mọi người thử xem nha. Bye bye!